Ngoài ra bắt đầu mình xô về đĩa. Sau khi mà mình sưu tầm về heo thì bắt đầu mình sẽ sưu tầm về đĩa. Đây là cái giá tài khá lớn. Rồi cái mẫu đĩa như thế này á thì là mẫu của Yamaha R6. Mình hướng dẫn luôn cho mấy bạn biết luôn mẫu nào của đời nào. Yamaha R6 các đời thì nó sẽ kiểu nói chung là dòng da R1, R6 tất cả đều sẽ là 5 lỗ lớn. Bắt đầu nó sẽ có chia cái kiểu này á là kiểu của R6. Rồi. Xong bắt đầu tới kiểu của R1 là bạn thấy nó khác nhau ha. Mặc dù 5 lỗ nó vẫn bắt như nhau. Lỗ bắt ốc bắt như nhau nhưng điểm khác biệt của R6 và R1 nghe là đĩa R6 nó size nhỏ hơn, nó size 300. Đĩa size R1 sẽ là size 320. Rồi bắt đầu tới Z1000. Đây, đây là đĩa Z1000. Đĩa Z1000 cũng là 5 lỗ. 5 lỗ giống như là R6, R1 nhưng mà cái đường kính của cái lỗ bắt nó nhỏ hơn. Đó là về đĩa của Kawasaki. Rồi. Nhìn thấy cái đĩa mà răng cưa, các bạn cứ nhớ ha. Nhìn thấy đĩa mà răng cưa á thì y như rằng nó là của Kawasaki. Nhưng mà hiện giờ thì Yamaha vẫn làm những cái đĩa mà răng cưa cho những con xe MT. Đây là một cái đĩa của con MT máy, mình cũng không nhớ lắm. Nhưng mà nó có ghi rõ phía đằng sau này nè. License by Gaffer. Có nghĩa là cái đĩa của con MT dòng răng cưa này á, nó là sản xuất bởi Gaffer. Gaffer nhượng quyền hoặc là sản xuất theo cái chỉ đạo của nó. Rồi. Kế tiếp là một dòng 5 đĩa, đĩa 5 lỗ lớn. Đĩa này thì bảo đảm là các bạn sẽ rất ít thấy. Dòng này là của Hayabusa. Ồ, Hayabusa xài 5 lỗ nó khác hoàn toàn với Su 5 lỗ nha. Và theo như mình so sánh thì có vẻ như là cái 5 lỗ này nó nhỏ hơn 5 lỗ của thằng da. Rồi 5 lỗ của Su là nó sẽ nhỏ hơn 5 lỗ của da. Tiếp đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tới BMW F1000. BMW F1000 thì khỏi nói rồi, đặt gia công bởi chính hãng Brembo, có logo Brembo ở đây đây. Đó, chính hãng BMW F1000. F1000 này 5 lỗ là cực kỳ lớn luôn. Nếu mà trong dòng mâm thì gần như là nó 5 lỗ lớn nhất. Thì thường nó hay được gắn chế cho Raider, Sachia hay gì thì mới gắn vừa. Còn tất cả những cái dòng này là Raider không gắn vừa, là Sachia không gắn vừa. Rồi. Sau đó mình đây mình có một cái đĩa Gaffer. Gaffer này là Gaffer 6 lỗ. Sau 5 lỗ chúng ta sẽ đến 6 lỗ. 6 lỗ mà 6 lỗ lớn á, nó sẽ là của Honda. CBR600, CBR1000. Đó, hồi xưa thì Honda nó xài 6 lỗ nhỏ. Rồi bắt đầu càng ngày cái lỗ của nó càng ngày càng to. Cuối cùng về sau này thì những cái đời sau này thì lỗ nó đều là lỗ to hết. Có nghĩa là cái khoảng cách của đĩa nó sẽ, khoảng cách của cái lỗ, đường kính lỗ này nó sẽ bự ra. Rồi tới bắt đầu một cái 5 lỗ khác nữa, 5 lỗ Ducati. Ducati thì nó có khác biệt với những cái hãng khác, đó chính là cái lòng đĩa lúc nào nó cũng làm rất là nhỏ. Ducati là cái lòng 5 đĩa, 5 lỗ, lòng đĩa 5 lỗ nhỏ nhất. Không có hãng nào nhỏ bằng nó. Z1000 vẫn bự hơn nó. Đây, 5 lỗ của Z1000 đây. Vẫn bự hơn 5 lỗ của Ducati. Rồi. Rồi và một cái cuối cùng đây. Một cái đĩa xịn sò mà xăng. Bảo đảm một cái hãng này tôi nói thiệt cho mấy bạn là mấy bạn rất ít khi nghe. Nó là hãng Yanashiki. Yanashiki. Mọi người có thể nhìn lại ha. Yanashiki này là của Nhật Bản chính hiệu 100%. Mà mấy bạn biết rồi đó. Nhật Bản mà nói về công nghệ luyện kim thì thôi số 1, nó là sản xuất kiếm các thứ là số 1 thế giới. Vì thế nên rất là nhiều người sẽ chuộng đĩa của Yanashiki. Mặc dù cái đĩa này rất là ít người biết, tại vì nó là thương hiệu riêng của Nhật Bản thôi. Đó, và cái đĩa này là đĩa 5 lỗ của Suzuki ZX1000, mẫu năm 2001-2002. Thì cái mẫu hồi xưa á, thì 5 lỗ thì nó lại trùng với lại 5 lỗ của Ducati hiện nay. Thì nếu mà ai đang chạy Ducati thì vẫn có thể xài được cái mẫu Yanashiki cũ. Nói chung là cái phần mà về lỗ bắt đĩa của các hãng xe á, thì nó thay đổi sành sạch rồi. Nhưng mà tụ chung là cứ khoảng, theo như mình thấy thì khoảng 10 năm nó sẽ thay đổi một lần. Cứ chu kỳ 10 năm là bắt đầu nó sẽ, cái size của cái lòng đĩa nó sẽ bắt đầu thay đổi. Rồi đó, mình đó là một cái mình rút ra kinh nghiệm như thế. Đấy, bữa nay là mình chỉ show cho mọi người xem những cái mà mình mới khám phá và chỉ thêm cho mọi người biết về các dòng heo. Đó,
Hy vọng là mọi người có thêm một chút kiến thức nha. Rồi giờ bắt đầu mọi người hãy bắt đầu chơi một cái game show mini nhỏ đi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình coi còn cái gì nữa không. Đó rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đưa lên cho mọi người coi ha, để coi mọi người có nhớ không ha. Rồi. Đĩa này 3 giây cho mọi người nghĩ đi, đĩa hãng gì? R6. Nhớ nhé. Đĩa mà lỗ bự theo hình oval oval này, R6. Tiếp đến R1 là sẽ là theo kiểu có những cái hình tam giác nhỏ rồi những cái oval to, cái này giống như cái móng ngựa. Rồi. Tiếp đến 5 lỗ. Cứ nhớ là đĩa 5 lỗ ha. 5 lỗ là có hai trường hợp. 5 lỗ nhỏ là Ducati. 5 lỗ lớn là Kawasaki. Nó là mặc định rồi. Và một cái bật mí thêm của các bạn đó là những cái xe mà đời cũ Ducati sẽ là 6 lỗ nhỏ. Nhưng mà bây giờ những xe đời cũ nó rất ít. Ducati 795 là xài 6 lỗ nhỏ đó. Đó. Rồi bắt đầu tiếp tới cái này thì khỏi lạ vào đâu được. F1000 y chang như là đĩa Sachi á, ai cứ nhớ là những đĩa bự mà của Brembo C302 thì cứ nhớ tới Sachi thôi, nó y chang kiểu của Sachi. Nhưng mà lỗ nó không bắt vừa Sachi nha. Vẫn phải làm lòng. Rồi. Hayabusa 5 lỗ. Đó. Rồi, Yamaha MT. Đó, kiểu Yamaha MT là của Gaffer sản xuất nên kiểu nó hơi lạ lạ. Chưa, chuẩn bị rồi. Giỏi lắm vô, coi hiệu lệnh chú Hải kìa. Chuẩn bị, lên ga chờ. 1, 2, 3, hết ga.